7 tựa phim hiện đại Hoa ngữ 2018 không chết chìm giữa bão cổ trang. Cung đấu Huyền Huyễn Gia đấu 2018 đã chứng kiến hàng loạt phim cổ trang thay nhau đánh chiếm trên mặt trận phim ảnh xứ Trung, khiến dòng phim hiện đại tỏ ra hoàn toàn lép vế. Tuy nhiên, vẫn có một số tựa phim hiện đại Hoa ngữ, vì lý do tích cực hoặc tiêu cực, vẫn được đông đảo khán giả nhớ mặt gọi tên. Thứ nhất, Luyến Ái Tiên Sinh, phim hiện đại Hoa ngữ 2018 được xem nhiều nhất. Luyến Ái Tiên Sinh sở hữu hơn 16,5 tỷ lượt xem trực tuyến tính đến giữa tháng 12, đứng thứ hai trong phim Hoa ngữ có lượt xem trực tuyến cao nhất năm, chỉ xếp sau Bom tấn Diên Hy công lược. Bộ phim được đánh giá cao nhờ khả năng diễn xuất ăn ý của bộ đôi Cận Đông và Giang Sơ Ảnh. Sự ngọt ngào đáng yêu vừa đủ trong tình cảm khiến khán giả xem hoài không chán. Những phản ứng hóa học cặp đôi tạo ra cũng gây hiệu ứng tốt trong cộng đồng mạng. Kịch bản cân bằng nhiều yếu tố phù hợp thị hiếu khán giả, giúp bộ phim vừa lãng mạn vừa hấp dẫn. Chưa kể Cận Đông và Giang Sơ Ảnh sánh đôi trong một khung hình thừa nhan sắc để tạo nên những thước phim mãn nhãn lấy lòng khán giả. Thứ hai, Chấn Hồn, phim đam mỹ trong sáng nhất năm. Chấn Hồn được mệnh danh là web drama đam mỹ trong sáng nhất năm nay và dù cải biên nguyên tác khá nhiều nhưng vẫn rất được lòng người xem. Bộ phim ít được quảng bá rầm rộ, kinh phí thực hiện thấp, diễn viên chính Chu Nhất Long và Bạch Vũ cũng chẳng thuộc hàng tên tuổi đình đám. Tuy nhiên, diễn xuất thực lực của bộ đôi đã hoàn toàn chinh phục khán giả, tạo nên một cặp đôi huynh đệ được quan tâm thuộc hàng nhất nhì năm nay. Bối cảnh hợp lý, tình tiết kịch tính, hấp dẫn khiến người xem khó tính cũng phải gật gù. Chấn Hồn nói không với những cảnh nóng, từng cử chỉ ánh mắt mà hai huynh đệ dành cho nhau đã hết sức lãng mạn và ngọt ngào. Như thế, Chấn Hồn đã thành công làm rung động tâm hồn non nớt của hàng bao nhiêu khán giả. Thứ ba, Người Đàm Phán, bị chê quá nhiều, không nổi không được. Người Đàm Phán của Dương Mịch và Hoàng Tử Thao chễm chệ ngồi đầu bảng rating đại lục trong thời gian phát sóng và sở hữu lượt xem trực tuyến lên đến chục tỷ, bất chấp bị khán giả và giới phê bình chê bai thậm tệ. Một típ quen thuộc, yêu nhau đến chết đi sống lại nhưng liên tục chia tay rồi tái hợp. Hai diễn viên thành công khiến khán giả đau đầu nhưng không nỡ bỏ phim vì muốn xem chuyện tình mỏi mệt và diễn xuất một màu của họ sẽ đi đến đâu. Chưa kể việc bị chê quá nhiều có lẽ càng khiến khán giả tò mò tìm phim xem vì muốn mục sở thị rốt cuộc phim hay đến mức nào. Thứ tư, Huyền của Ôn Noãn, thêm một cặp đôi khen cũng nhiều mà chê cũng chẳng ít. Cuối tháng 4, Huyền của Ôn Noãn chiếm sóng mặt trận phim ảnh, được cải biên từ tiểu thuyết ngôn tình nổi tiếng cùng tên của tác giả An Ninh. Bộ phim thu hút không ít sự mong đợi. Kỳ vọng là thế nhưng vừa lên sóng, Huyền của Ôn Noãn lại nổi nhờ vô số lời chê bai bởi kịch bản lê thê, tình tiết kéo dài không cần thiết hay việc nhà đài cắt xén vô duyên khiến nội dung kém liền mạch. May thay, diễn xuất tự nhiên mượt mà của dàn diễn viên chính đã cứu cánh cho bộ phim, đặc biệt là Trương Hàn và Trương Quân Ninh, cặp đôi phối hợp ăn ý trong những phân cảnh tình cảm đến mức khán giả phải đỏ mặt. Nhờ sự đúng đắn ở khâu lựa chọn diễn viên, tác phẩm chuyển thể này gặt hái nhiều thành tích đáng kể trong suốt thời gian lên sóng, có tỷ suất người xem ổn định. Thứ năm, Thời Gian Tươi Đẹp của Anh Và Em, soái ca mới Kim Hạn ra mắt chị em. Thời Gian Tươi Đẹp của Anh Và Em đánh dấu thêm một lần nữa Chưa Lệ Dĩnh mắt tay nâng bạn diễn khi độ nổi tiếng của nam chính Kim Hạn nhanh chóng thăng cấp sau khi phim lên sóng. Dù mạch phim nhiều lúc vòng vo và xuất hiện vài chi tiết vô lý hay gần cuối phim vướng lùm xùm tăng đất diễn cho nữ phụ, nhìn chung đây vẫn là tựa phim hiện đại nổi bật nhất mùa cuối năm. Tác phẩm thu hút lượng người xem ổn định nhờ Kim Bài bảo chứng rating Triệu Lệ Dĩnh và màn hợp tác ăn ý của cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh và Kim Hạn. Nhất là hình tượng nam chính xoái khí ngút trời, dễ dàng đốn tim không ít chị em. Thêm vào đó, nội dung thực tế khắc họa rõ nét cuộc chiến thương trường, tuyến nhân vật được xây dựng hợp lý, góp phần không nhỏ để Thời Gian Tươi Đẹp của Anh Và Em trở thành một trong những bộ phim hiện đại Hoa ngữ 2018 nổi bật. Thứ 6, Nghỉ Lẻ Một Đêm, nóng nhờ cặp đôi nhan sắc kết hợp. Nghỉ Lẻ Một Đêm sở hữu cốt truyện khá đơn giản, tình tiết cũng chẳng gây nhiều bất ngờ, nhưng chuyện tình quá đỗi ngọt ngào của Đặng Luân và Địch Lệ Nhiệt Ba lại khiến khán giả không thể rời mắt. Chỉ cần đứng cạnh nhau, nhan sắc cặp đôi này đã đủ sáng một vùng trời, chứ đừng nói đến cảnh cả hai tình chàng ý thiếp. Sự thật đã chứng minh, những phản ứng hóa học cùng hàng loạt phân cảnh lãng mạn mà Đặng Luân và Nhiệt Ba tạo nên luôn làm người xem bùng nổ, leo tốt tìm kiếm cả thời gian dài. Bộ phim cũng đánh dấu sự tiến bộ ít nhiều trong diễn xuất của nữ thần Địch Lệ Nhiệt Ba vì hình tượng nhân vật dễ thương, lãng mạn khá hợp với cô nàng.
Thiết nghĩ nếu Nhiệt Ba được đề cử thị hậu Kim Ưng với 1001 đêm thay vì Lý Huệ Chân xinh đẹp thì gạch đá chắc cũng vơi ít nhiều. Thứ 7, Tân Vườn Sao Băng nổi vì khán giả muốn xem phim phá hình tượng đến mức nào. Thu hút hơn 2 tỷ lượt khán giả quan tâm trong tuần đầu tiên, tỷ suất rating khá cao không thể phủ nhận. Tân Vườn Sao Băng là bộ phim hiện đại nổi bật trong năm nay dù gây nhiều tranh cãi. Sở hữu dàn diễn viên toàn nam thanh nữ tú, Vườn Sao Băng bản 2018 cứ ngỡ sẽ là hiện tượng màn ảnh xứng tầm với các bản remake trước. Tuy nhiên khi lên sóng, bộ phim hứng gạch vì kịch bản chắp vá vô duyên, tình tiết lê thê thiếu logic, lẫn tạo hình quê mùa đánh đổ luôn hình tượng nam chính Đạo Minh Tự kiêu căng ngạo mạn trong lòng người hâm mộ. Dù nhà sản xuất giải thích rằng bộ phim phải lách qua những tiêu chí kiểm duyệt khắt khe bằng cách cắt xén các chi tiết bạo lực học đường, tình cảm quá đà, song diễn xuất non nớt đơ cứng của dàn diễn viên chính không thể làm hài lòng khán giả. Vườn Sao Băng 2018 chỉ có điểm cộng hiếm hoi là nhan sắc đã mắt và cảnh quay ấn tượng.